cách chữa mất ngủ từ cơm nóng. Vâng, thưa quý vị, thì ngay từ ban đầu khi mà tôi được nghe một bác quan kể lại thì tôi cũng không tin vào tai mình nữa. Xin kính chào quý quan chị, rất vui được gặp quý chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTV3. Thì thưa quý chị, trong video ngày hôm nay tôi xin được chia sẻ đến quý chị một trong những cái cách để chữa trị bệnh mất ngủ rất là đơn giản. Vâng, và nghe có vẻ rất là phi lý. Trên tay tôi là bát cơm, cơm nóng thưa quý chị. Thì chính cái cơm nóng này có thể chữa được mất ngủ. Vâng, đây là một trong những điều rất là khoa học đối với chị nhá. Thì với cơm nóng người ta còn sử dụng, với chị em còn sử dụng để làm cho đẹp da. Và ngay bây giờ thì tôi xin được chia sẻ đến quý chị cái cách từ cơm nóng. Cơm là cơm chúng ta hàng ngày nhưng không phải dùng bằng cách ăn, mà chúng ta sẽ dùng cơm nóng để chữa trị bệnh mất ngủ bằng một cách khác. Và ngay bây giờ thì xin mời quý chị cùng theo dõi video. Vâng, thưa quý chị, thì nghe có vẻ là phi lý nhưng thực tế thì cơm nóng có thể chữa được mất ngủ. Chúng ta sẽ sử dụng cơm không được nhão quá và cũng không được khô quá quý anh chị nhé. Và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ dùng một nắm như thế này. Và quý anh chị hãy để cho cơm nó nguội bớt. Để cho cơm nguội bớt sau đó thì ta sẽ nắm cơm lại. Chúng ta sẽ nắm chặt cơm lại như thế này. Để nắm cho cái cơm nó được không bị dính vào tay thì quý anh chị hãy dùng cho tay mình hơi ướt một chút, cho tay ta hơi ẩm, hơi ướt một chút, sấp qua nước và chúng ta sẽ nắm lại thì cơm ta sẽ không bao giờ bị nó dính vào tay quý anh chị nhá. Vâng, thưa quý anh chị, thì khi mà chúng ta đã nắm cơm như thế này, đây là nắm cơm to bằng quả trứng, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Tôi xin được hướng dẫn quý anh chị. Quý anh chị có thể biết rằng là cơ mặt của chúng ta, trên bộ phận mặt chúng ta có chứa rất nhiều những cái huyệt đạo cũng như là rất nhiều dây thần kinh, và nhất là khu vực mắt thì nó liên quan đến dây thần kinh để chúng ta ngủ. Bởi vậy mà khi chúng ta sử dụng những cái cách thức là massage cũng như là bấm huyệt mắt thì cũng có thể giúp được cho chúng ta ngủ. Và đây là một cách cũng tương tự như vậy, nhưng cách này nó lại là khác. Và cách này thì được chị em rất hay sử dụng để chúng ta làm sạch da, và thậm chí là trong cơm có chứa rất nhiều thành phần vitamin B. Bởi vậy mà nó sẽ giúp cho da của chúng ta còn trắng ra và săn chắc lại, lỗ chân lông được thoáng ra và dây thần kinh ở mặt của chúng ta được giải quyết một cách được massage, được đưa cho dây thần kinh chúng ta được nghỉ ngơi một cách rất là thoải mái. Thì như vậy thì dây thần kinh chúng ta sẽ giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Vâng, thì cách làm chúng ta sẽ lấy nắm cơm như thế này, chúng ta lăn trên mặt như này quý chị nhá. Chúng ta cứ lăn như này đó, lăn như này, cơm rất là thơm luôn ạ. Đó, quý anh chị hãy nhớ là chúng ta sẽ lăn đều, lăn từ bên trái sang bên phải, lăn từ bên trên xuống bên dưới. Đó. Đây là cách rất là hiệu quả nha quý anh chị nhá. Rất hiệu quả. Cơm hơi nóng một chút, quý anh chị hãy lấy cơm hơi nóng một chút để nóng, không để nóng quá, không để cho nó bị rộp ra mặt chúng ta là được. Quý anh chị hãy xoa mát, lăn khắp mặt, lăn khắp thái dương bằng cơm nóng. Thưa quý anh chị, đây nghe một cách có vẻ rất là phi lý nhưng thực tế thì có khoa học nha quý anh chị nha, không phi lý tí nào. Và đây là một trong những cái cách để chữa mất ngủ rất hiệu quả đấy ạ. Quý anh chị có thể biết rằng là cơ mặt của chúng ta có rất nhiều dây thần kinh và quanh mắt của chúng ta có rất nhiều dây thần kinh. Bởi vậy mà khi mà được massage bằng cơm nóng như vậy, nó sẽ thẩm thấu vào trong da của chúng ta. Khi cơm nóng làm cho da của chúng ta nó nở giãn ra, lỗ chân lông được thoáng ra. Và trong cơm thì có rất nhiều vitamin B, bởi vậy mà nó sẽ ngấm vào trong da của chúng ta, làm cho da chúng ta tốt lên, khỏe lên, và làm cho cái dây thần kinh cũng đồng thời khỏe lên. Và như vậy thì dây của thần kinh của chúng ta được thư giãn, được nghỉ ngơi thì sẽ giúp chúng ta không bị căng thẳng, và đã không căng thẳng thì chúng ta có thể ngủ được quý chị nhá. Và đây là một trong những cách khi mà quý anh chị trước khi ăn cơm tối, sau khi ăn cơm tối chúng ta sẽ làm cái cách này để cho chúng ta có thể có một cái dây thần kinh và cũng như là cơ mặt cũng như là da mặt của chúng ta được thoải mái hơn. Quý anh chị có thể thấy rằng những người mất ngủ thường thì sẽ có một cái da mặt nó sạm, và khi mà da mặt sạm thì đồng thời với là dây thần kinh của chúng ta sẽ bị yếu đi. Dây thần kinh yếu thì khiến cho da mặt sạm và da mặt sẽ bị có vấn đề, đúng không ạ? Thì khi mà da mặt của chúng ta tốt lên thì đây là một trong những cách mà giúp cho da mặt cực kỳ tốt quý anh chị nhá. Và chị em nào muốn có da mặt đẹp thì chúng ta hãy sử dụng cách này. Và khi mà da mặt chúng ta tốt lên thì đồng nghĩa với là dây thần kinh của chúng ta sẽ được tốt lên. Như vậy thì chúng ta sẽ có được giấc ngủ ngon hơn. Và video của tôi thì xin được kết thúc tại đây. Nếu như quý cô anh chị cảm thấy video này có hữu ích cũng như là kênh có ý nghĩa thì quý anh chị hãy đừng quên là hãy chia sẻ video và đăng ký kênh. Vì tôi sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Nhớ là hãy đăng ký kênh vì tôi sẽ còn quay trở lại đấy. Và với tất cả những video bổ ích trên thế giới này, tôi sẽ sưu tầm gửi đến cho quý anh chị. Vâng, xin kính chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong những video lần sau.